Ấn Độ bán vũ khí triệu đô cho Philippines, tên lửa dày đặc bao vây, Trung Quốc có lo sợ. Cái bóng Trung Quốc sau các hiệp định thương mại khu vực. Đại sứ Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự với Mỹ nếu ủng hộ Đài Loan độc lập. Chính trị gia Đức, khinh hạm Bayern nên đi qua eo biển Đài Loan. Hoàng Nguyên xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi bộ tin Biển Đông, eo biển Đài Loan ngày 30 tháng 1 kênh DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, cả Philippines và Ấn Độ đều có sự cạnh tranh với Trung Quốc. Vậy nên có thể thời gian tới, Ramos sẽ xuất hiện thường xuyên hơn ở Himalaya với trường hợp Ấn Độ và Biển Đông với Philippines. Tên lửa Ấn Độ sẽ dày đặc vây Trung Quốc. Vào ngày 28 tháng 1, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông báo công ty Ramos đã ký hợp đồng bán 3 tổ hợp Ramos trị giá là 375 triệu đô la Mỹ với Bộ Quốc phòng Philippines. Việc Ấn Độ bán tên lửa hành trình siêu tham Ramos cho Philippines đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược khi New Delhi đang có những ảnh hưởng nhất định đến các tranh chấp ở khu vực Biển Đông và Manila có được một trong những hệ thống tên lửa tấn công đầu tiên. Tuy nhiên, khi đánh giá kỹ hơn, khó có khả năng tên lửa Ramos sẽ thay đổi cán cân sức mạnh quân sự trên Biển Đông, nhất là khi Trung Quốc gần đây đã thiết lập các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân trên biển và đất liền trong vài năm gần đây. Thỏa thuận quốc phòng này chỉ là một sự khởi đầu của tiến trình Ấn Độ dần trở thành nhà cung cấp vũ khí quốc phòng và đối tác chiến lược của các nước Đông Nam Á, từ Philippines cho tới Indonesia. Bên cạnh đó, thỏa thuận Ramos cũng sẽ đóng một vai trò như là một bàn đạp để bộ tứ kim cương, viết tắt là Quad, bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc, tăng cường năng lực phòng ngự của những quốc gia nhỏ hơn trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bất chấp sự hiện hữu của ngành công nghiệp quân sự quy mô lớn, Ấn Độ vẫn luôn là một nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới và giống như là những cường quốc ở khu vực khác như là Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển hướng sang xuất khẩu vũ khí. Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đã trở nên quyết đoán hơn và đặt một mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu vũ khí quốc phòng hàng năm lên tới là 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Trong giai đoạn 2020 đến 2021, Ấn Độ đã xuất khẩu số vũ khí trị giá là 1,13 tỷ đô la Mỹ. Qua đó đã cho thấy tham vọng của quốc gia này nhằm để trở thành một thế lực toàn cầu trong ngành công nghiệp vũ khí. Ramos đã được đồng phát triển cùng với Nga, là một trong những vũ khí tối tân nhất của Ấn Độ, với tầm bắn lên tới là 290 km và vận tốc ở mức là Mach 3. Ramos đã giúp cho cải thiện đáng kể năng lực của hệ thống tên lửa Ấn Độ kể từ khi chính thức ra mắt vào năm 2005. Đáng lưu ý là hệ thống này có thể được triển khai trên tàu chiến, tàu ngầm hay là máy bay chiến đấu, qua đó giúp cho nước này có sự lựa chọn linh hoạt trong việc triển khai tên lửa. Philippines sẽ trở thành một nước đầu tiên ngoài Ấn Độ sở hữu hệ thống này. Trong suốt một thập kỷ qua, quốc gia Đông Nam Á đã theo đuổi việc tăng cường năng lực săn đe tối thiểu trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông với Trung Quốc. Năm 2012, chỉ vài tháng sau khi xảy ra cuộc đụng độ trên biển giữa tàu chiến của Philippines và Trung Quốc ở khu vực bãi cạn Scarborough, Tổng thống Philippines khi đó là Benigno Aquino thứ ba đã thông qua đạo luật hiện đại hóa lực lượng quân đội Philippines. Qua đó đã khởi xướng cho chương trình mua sắm vũ khí quốc phòng trị giá là hàng tỷ đô la Mỹ và kéo dài trong 15 năm, đặt trọng tâm vào việc tăng cường năng lực hải quân và khả năng săn đe chiến lược. Ramos dự kiến sẽ được Philippines triển khai ở các khu vực biên giới, biển chiến lược, là một phần quan trọng trong nỗ lực của Philippines nhằm để thiết lập năng lực săn đe tối thiểu trước một Trung Quốc hùng mạnh hơn. Vào tuần trước, Ấn Độ đã ăn mừng thỏa thuận quốc phòng với Philippines thông qua việc thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa Ramos mới với tầm bắn lớn hơn từ tàu khu trục tàng hình INS Versus Campanon. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc liệu Philippines sở hữu hệ thống tên lửa có thay đổi căn cơ quân sự trên đất liền và trên biển hay không. Bên cạnh năng lượng phòng ngự tên lửa ngày càng gia tăng của Trung Quốc thông qua việc nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 với khả năng là đối phó với các mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh, các hệ thống đánh chặn tên lửa của Trung Quốc có tốc độ lên tới Mach 4.2 so với Ramos chỉ ở mức là Mach 3. Trừ khi Philippines sở hữu một số lượng lớn các tên lửa Ramos, năng lực phòng ngự của Trung Quốc
đủ khả năng ngăn cản các vụ tấn công bằng loại tên lửa này ở khu vực tranh chấp trên biển. Ý nghĩa chiến lược đằng sau. Nhưng ý nghĩa thật sự của thỏa thuận giữa hai nước đến từ ý nghĩa chiến lược đằng sau. Hiện Ramos Aerospace đã nâng cấp hệ thống tên lửa với tầm bắn lên tới là 500 km. Với trung tâm sản xuất tên lửa Ramos quy mô lớn, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025, Ấn Độ sẽ có thể sản xuất quy mô lớn loại tên lửa tối tân này trong tương lai gần. Quan trọng hơn là Ấn Độ đang hợp tác với Nga để phát triển Ramos thứ hai, phiên bản vũ khí siêu thanh với tốc độ Mach 5 và tầm bắn lên tới là 1.100 km. Là khách hàng quan trọng, Philippines sẽ có lợi thế để mua loại vũ khí mới này. Ngoài ra, Ramos, liên danh giữa Tập đoàn Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và công ty NPA Maxinotrosia của Nga, đã đánh dấu thỏa thuận quốc phòng lớn của Philippines mà không có sự liên hệ với NATO. Trong bối cảnh này, Ramos có thể là bước ngoặt giúp cho Philippines đa dạng hóa các nhà cung cấp vũ khí quốc phòng. Và sự đa dạng hóa này có thể là sẽ bao gồm Nga với năng lực sản xuất vũ khí đa dạng, hiện đại với chi phí ở mức là không quá cao. Và hơn cả là thỏa thuận Ramos có thể thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Ấn Độ còn có thể trở thành đối tác cung cấp chính các vũ khí hiện đại với tầm bắn xa cho các đối thủ của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Và Ấn Độ đang không ngừng hiện đại hóa các ngành công nghiệp sản xuất vũ khí và có thể là đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của Quad nhằm để giúp các nước nhỏ hơn trong khu vực đối phó với sức ép từ Trung Quốc. Những thương vụ bán vũ khí chiến lược này có nhiều khả năng sẽ là một bước đi kế tiếp trong các chiến lược của Quad nhằm để hướng tới các nước Đông Nam Á. Thú vị, không những là thực thi chính sách bành trướng về ngoại giao quân sự với các nước trong khu vực, Trung Quốc cũng đang thực hiện các chính sách về mặt kinh tế với hình thức là ranh ma khi nấp bóng sau các hiệp định thương mại trong khu vực nhằm để thâu tóm và đưa các nước vào nguy cơ khó lường. Bài phân tích bình luận của tác giả Christine Hopewell sẽ cho chúng ta có cái nhìn chân thật hơn về mưu đồ của Bắc Kinh qua bài viết có tựa đề Cái bóng Trung Quốc sau các hiệp định thương mại khu vực, đăng tải trên dự án Đại sử ký Biển Đông. Và sau đây là nội dung của bài bình luận. Khi sức ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc tăng lên, thì vì Trung Quốc đang ngày càng tham gia vào các hiệp định thương mại song phương và siêu lớn trong khu vực sẽ kéo các quốc gia tiến gần hơn vào quỹ đạo của mình, củng cố vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đồng thời cũng củng cố vị thế ngày càng gia tăng của nước này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những sáng kiến như thế cũng sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch sức mạnh kinh tế toàn cầu từ Hoa Kỳ và châu Âu sang Trung Quốc. Trung Quốc không chỉ là trở thành quốc gia giao thương lớn nhất trên thế giới, mà 2/3 thế giới hiện nay giao thương với Trung Quốc nhiều hơn cả Hoa Kỳ. Bắc Kinh cũng đang tận dụng khoảng trống từ sự rút lui khỏi vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Kể từ khi rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2017, Washington đã thiếu một chiến lược kinh tế và thương mại nhất quán cho khu vực. Điều này đã tạo điều kiện cho Trung Quốc vốn được hưởng lợi từ sự rút lui của Mỹ. Bất chấp sự cam kết của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đối với hợp tác quốc tế và xây dựng lại các liên minh của Hoa Kỳ, chính quyền Biden dường như là không có kế hoạch để đảo ngược kế hoạch của chính quyền tiền nhiệm Donald Trump. Trung Quốc cũng đã lợi dụng thời cơ làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại và đầu tư với các nước trong khu vực. Và năm ngoái, Trung Quốc và 14 quốc gia khác đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, một hiệp định thương mại bao gồm gần 1/3 dân số và nền kinh tế thế giới. Hiệp định thương mại này sẽ giảm thuế quan, phối hợp đồng bộ và đơn giản hóa các thủ tục hải quan, đồng thời cũng đã củng cố chuỗi cung ứng châu Á. Ý nghĩa cơ bản của hiệp định thương mại này là nằm ở việc thay thế sự chấp vá của các hiệp định song phương bằng một bộ quy tắc chung, trong đó có khuôn khổ quy tắc xuất xứ thống nhất, biến hiệp định thành một bước quan trọng hướng tới hội nhập kinh tế khu vực ngày càng sâu rộng. Thỏa thuận dự kiến sẽ tạo ra 209 tỷ đô la Mỹ giá trị kinh tế, với phần lớn là thuộc về ba bên tham gia lớn nhất là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thỏa thuận này cũng là hiệp định thương mại tự do đầu tiên giữa ba quốc gia mà những nỗ lực trước đây nhằm để thúc đẩy hợp tác kinh tế gia tăng đã bị cản trở bởi những căng thẳng chính trị kéo dài. Ý nghĩa của RCEP cũng mang tính địa chính trị bởi vì nó báo hiệu một vai trò trung tâm ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong việc định hình các quy tắc thương mại toàn cầu. RCEP sẽ đóng một vai trò là một nền tảng quan trọng cho
cho việc hoạch định các quy tắc trong tương lai. Trong đó, Trung Quốc được dự kiến sẽ có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với việc thiết lập các quy định và tiêu chuẩn khu vực. Trung Quốc cũng đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối thủ của RCEP là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Thỏa thuận này có một nguồn gốc là hòn đá tảng trong chiến lược kinh tế của Mỹ, nhằm để kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng khi Washington đã rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vào năm 2017, thì các thành viên còn lại vẫn tiến hành ký kết để tạo ra CPTPP. Việc thay thế Hoa Kỳ trong CPTPP sẽ là một chiến thắng mang tính chiến lược và biểu tượng quan trọng đối với Trung Quốc. Trung Quốc không có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn cao của hiệp định, đặc biệt là về lao động, doanh nghiệp nhà nước, thương mại kỹ thuật số và mua sắm công. Nhưng 11 thành viên hiện tại của nó sẽ chịu áp lực phải ủng hộ Trung Quốc gia nhập. Các bên tham gia có thể từ bỏ hoặc là giảm bớt một số yêu cầu của hiệp định thông qua việc kéo dài thời gian giai đoạn chuyển tiếp cho Trung Quốc, hoặc là miễn cho Trung Quốc một số điều khoản cụ thể của CPTPP. Việc này tương tự như là việc thành viên sáng lập là Việt Nam đã được miễn trừ một số điều khoản về doanh nghiệp nhà nước. Đối với một số thành viên CPTPP, triển vọng thúc đẩy xuất khẩu bằng cách là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khổng lồ của Trung Quốc có thể đã đủ cho họ quyết định ủng hộ Trung Quốc tham gia hiệp định. Singapore và Malaysia cũng đã ra một tín hiệu để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực tham gia của Trung Quốc. Nhiều nước khác, chẳng hạn như là Nhật Bản và Úc, thì lại cảnh giác hơn nhiều. Ngày càng có nhiều quốc gia là mục tiêu gây hấn thương mại của Trung Quốc, một vấn đề đáng lo ngại cho việc làm sâu sắc quan hệ thương mại với Trung Quốc. Để trả đũa việc Canada đã tham gia vào vụ dẫn độ Huawei, Trung Quốc đã chặn các đợt xuất khẩu nông sản của Canada trị giá là 4 tỷ đô la Mỹ. Tương tự, Trung Quốc cũng đã chặn một danh sách dài các mặt hàng nhập khẩu của Úc để trả đũa việc họ đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Trong những năm gần đây, thì Bắc Kinh đã đe dọa và áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại để trừng phạt những hành động mà họ đã cho là xúc phạm của các hàng chục quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Philippines, Đài Loan, Mông Cổ và Vương quốc Anh và Bắc Iceland. Trung Quốc cũng đã vũ khí hóa thương mại như là một công cụ cưỡng ép kinh tế để chống lại các quốc gia yếu hơn, vi phạm nguyên tắc cốt lõi của Tổ chức Thương mại Thế giới, rằng thương mại phải dựa trên pháp quyền, chứ không phải là sức mạnh thô bạo. Mặc dù việc mở rộng tư cách thành viên của CPTPP là rất quan trọng để mở rộng phạm vi của hiệp định, nhưng các bên tham gia sẽ cần thận trọng khi xem xét đề nghị gia nhập của Trung Quốc. Các bên tham gia CPTPP cần phải tin tưởng được rằng các thành viên mới sẽ tôn trọng và tuân thủ các quy tắc của khối này, đặc biệt là khi Trung Quốc đã sử dụng đến các đòn tấn công thương mại đơn phương và tùy tiện lạm dụng sức mạnh thị trường của mình khi giao dịch với các quốc gia khác. Có nhiều quốc gia đang dần dần nhận ra một mối quan hệ thương mại và đầu tư sâu sắc hơn với Trung Quốc là con dao hai lưỡi. Các mối quan hệ như vậy mặc dù có thể mang lại lợi ích thương mại ngắn hạn, nhưng cuối cùng thì có thể khiến cho những nước này chịu nhiều nguy cơ lớn hơn. Thú vị, câu chuyện Đài Loan không mới, nhưng chưa bao giờ hết nóng và đang là tâm điểm của cả thế giới. Thế giới dường như là đang nín thở, không rời mắt quan sát các động thái của các bên, đặc biệt là Trung Quốc, Mỹ. Sự hung hăng của Trung Quốc đã vượt qua mọi ranh giới. Mới đây, vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 1, đại sứ Trung Quốc tại Washington đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể tiến tới xung đột quân sự nếu Mỹ khuyến khích Đài Loan độc lập. Tuyên bố đã được đưa ra sau khi hai phó tổng thống Mỹ và Đài Loan có một cuộc tiếp xúc tại Honduras. Phát biểu trên đài phát thanh công cộng Mỹ, NPR, ông Tần Cương, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã nhắc nhở rằng: "Tôi xin nhấn mạnh điều này, vấn đề Đài Loan là điểm nóng quan trọng nhất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu các nhà chức trách Đài Loan được sự khuyến khích của Hoa Kỳ tiếp tục đi theo con đường giành độc lập, thì điều đó rất có thể đưa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai cường quốc, vào một cuộc xung đột quân sự." Theo hãng tin Reuters, khi được yêu cầu bình luận, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết chính sách của Trung Quốc và tôn trọng các lời hứa của mình theo đạo luật quan hệ với Đài Loan của Hoa Kỳ. Washington chính thức công nhận Bắc Kinh chứ không phải là Đài Bắc, nhưng một đạo luật về Đài Loan yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài đã cho biết,
Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ, đồng thời duy trì năng lực của chúng tôi để chống lại bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào có thể gây nguy hiểm cho an ninh của người dân Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan và Hạ viện Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận xét của Đại sứ Trung Quốc. Lời cảnh báo của Trung Quốc đã được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ và Honduras bằng một cuộc tiếp xúc trực tiếp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi. Quá cảnh tại San Francisco vào ngày 28 tháng 1, trên đường trở về Đài Loan, Phó Tổng thống Đài Loan đã loan báo việc ông đã tiếp xúc với bà Nancy Pelosi, là hai bên đã cam kết làm việc cùng với nhau để tăng cường quan hệ đối tác Mỹ-Đài Loan. Phó Tổng thống Đài Loan đã có một cuộc nói chuyện ngắn gọn với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại Honduras vào thứ Năm. Một cuộc gặp hiếm hoi mang tính biểu tượng cao diễn ra vào thời điểm căng thẳng với Washington khiến cho Bắc Kinh đã tức giận. Phát biểu của Đại sứ Trung Quốc đã được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đã leo thang trong những tháng gần đây, khi không quân Trung Quốc đã liên tục áp sát hòn đảo. Vào ngày 23 tháng 1, không quân Trung Quốc đã điều 39 máy bay chiến đấu vào vùng nhận diện phòng không ADIZ của Đài Loan. Đây là một cuộc xâm nhập lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói rằng Hoa Kỳ không khuyến khích độc lập cho Đài Loan, nhưng ông đã gây xôn xao vào tháng 10 năm 2021 khi tuyên bố sẽ bảo vệ hòn đảo nếu Trung Quốc tấn công. Nhận xét thứ hai dường như là xuất phát từ chính sách mơ hồ chiến lược lâu nay của Washington, không nói rõ Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào, mặc dù là Tòa Bạch Ốc đã nhanh chóng nói rằng Biden không báo hiệu sẽ thay đổi trong chính sách. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào hồi năm 2021 đã từng nói trước Quốc hội rằng Trung Quốc muốn có khả năng tấn công và thu hồi Đài Loan trong vòng 6 năm tới. Tuy nhiên, ông cũng đã cho rằng Bắc Kinh sẽ không động thủ trong tương lai gần. Thưa quý vị, CNN đã đưa tin, tổ chức Fredrick Norman, một tổ chức tư vấn trực thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do, FDP, cầm quyền của Đức, đã tổ chức hội thảo vào thứ Ba ngày 25 tháng 1 để thảo luận về ý nghĩa và kết quả của sứ mệnh của tàu khu trục nhỏ Bayern của Hải quân Đức trong hành trình đến châu Á và sắp trở về quê nhà. Khinh hạm Bayern lớp Brandenburg của Hải quân Đức đã lên đường đến châu Á vào tháng 8 năm ngoái để tiến hành các cuộc tập trận chung với Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác về tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đồng thời cũng đã giúp cho Liên Hợp Quốc theo dõi các diễn biến quân sự ở Triều Tiên, cũng như là thăm Singapore và Việt Nam. Sứ mệnh này là một hoạt động của chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới của Đức. Vào tháng 9 năm 2020, Đức lần đầu tiên đã công bố chính sách đối ngoại toàn diện đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do hàng hải trên biển. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Đức Marie-Agnes Strack-Zimmermann đã cho biết, Hải quân Đức đã thực hiện qua eo biển Đài Loan. Marie-Agnes Strack-Zimmermann đã cho biết hoạt động ngoại thương của Đức phụ thuộc rất nhiều vào đường biển, và việc cử tàu chiến đến các vùng biển này là biểu tượng cho quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải trên biển của Đức. Sau gần 20 năm vắng bóng, khinh hạm Bayern đã được tất cả các nước chào đón và kinh nghiệm tích lũy được trên đường đi có thể là được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, Zimmermann đã chỉ trích khinh hạm Bayern bởi vì đã tránh qua eo biển Đài Loan sau khi kết thúc sứ mệnh ở khu vực. Bà đã nói rằng nền dân chủ của Đài Loan đang bị đe dọa và các tàu của Đức nên đi qua eo biển Đài Loan để làm nổi bật ý nghĩa của việc tự do hàng hải qua eo biển và gửi tín hiệu tới Bắc Kinh rằng phương Tây sát cánh với Đài Loan. Ông Gordon Wisters, một chuyên gia quốc phòng tại Switzerland's Wissenschaft and Politik, một tổ chức tư vấn của chính phủ Đức đã chỉ ra rằng khinh hạm Bayern là biểu tượng cho sự tham gia tích cực của Đức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dư luận châu Á rất quan tâm và càng làm tăng kỳ vọng của các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho Đức. Tuy nhiên, ông Wistek cũng đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã coi sự hiện diện của các tàu chiến châu Âu ở các vùng biển lân cận là một mối đe dọa và do đó đã từ chối yêu cầu của khinh hạm Beijing đến thăm Thượng Hải. Con tàu cũng đã bị lực lượng dân quân hàng hải của Trung Quốc quấy rối trong chuyến hành trình. Ông đã nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế khi yêu cầu tất cả các tàu đi qua Biển Đông phải báo cáo trước.
Điều này có một tác động tiêu cực đến sự giàu có và tự do của nước Đức. Kính thưa quý vị, mời quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deakin News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deakin News trên Substack, một mạng xã hội bấm mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, một tin biển Đông eo biển Đài Loan của Deakin TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.